Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Việt Nam Hùng Cường. Bản tin hôm nay của chúng tôi ngày 5 tháng 4 năm 2021 có nội dung sau đây. Ông Phạm Minh Chính đắc cử chức Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng chính thức phê duyệt đề án trồng 1 tỷ cây xanh. Tăng trưởng kinh tế trong 3 quý còn lại cần dựa vào xuất khẩu. GDP Hải Phòng tăng trưởng cao nhất cả nước trong quý 1 năm 2021. Kinh tế Mỹ bùng nổ hậu đại dịch, Việt Nam hưởng lợi nhiều nhất. Đầu tư 7.702 tỷ đồng xây tuyến nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài, Lào Cai. Aeon sắp xây đại siêu thị lớn nhất Việt Nam ở Hà Nội. VinFast đoạt 3 giải nhất trong cuộc bình chọn xe của năm 2021 tại Việt Nam. Philippines tố Trung Quốc dở bài cũ để chiếm đảo mới trên Biển Đông. Manila hóa thành phố ma vì lệnh phong tỏa. Sau đây là nội dung. Ông Phạm Minh Chính đắc cử chức Thủ tướng Chính phủ. Chiều nay ngày 5 tháng 4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu cử Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Theo tờ trình được Chủ tịch nước báo cáo trước Quốc hội sáng nay, nhân sự được đề cử Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Đúng 15 giờ, Ủy viên Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả có 462 trên 466 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 96,25% tổng đại biểu Quốc hội. 4 đại biểu Quốc hội không tán thành biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Tiếp đó, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Sau lời tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin ghi nhận lời tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trước đó, Quốc hội đã hoàn tất miễn nhiệm chức Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc và bầu ông làm Chủ tịch nước. Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, quê ở xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, trình độ phó giáo sư, tiến sĩ luật, kỹ sư xây dựng. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông trưởng thành từ ngành công an và từng kinh qua các chức vụ Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông được thăng cấp bậc hàm trung tướng. Trước khi được Bộ Chính trị điều động phân công với Ban Tổ chức Trung ương từ tháng 4 năm 2015, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015. Tại Đại hội 13 của Đảng vừa qua, ông tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ tướng chính thức phê duyệt đề án trồng 1 tỷ cây xanh. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 524 QĐ-TTg phê duyệt đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu được nêu trong quyết định là đến hết năm 2025, cả nước trồng được 1 tỷ cây xanh, trong đó 690 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Theo đó, trồng thành công 1 tỷ cây xanh phù hợp với điều kiện sinh thái, quy hoạch và quỹ đất hiện có của từng địa phương, trong đó có trồng cây xanh phân tán, khu vực đô thị và nông thôn với số lượng 690 triệu cây, bình quân trồng 138 triệu cây một năm. Tại khu vực đô thị, địa điểm trồng cây là trên vỉa hè đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường, trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình tín ngưỡng, vườn nhà và các công trình công cộng khác. Tại khu vực nông thôn, trồng trên đất vườn nhà, hành lang giao thông, ven sông, kênh, mương, bờ vùng, bờ thửa, nương rẫy, trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình tín ngưỡng và các công trình công cộng khác. Kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp và các mảnh đất nhỏ phân tán, các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đất bị suy thoái, sa mạc hóa, bãi thải khai thác khoáng sản và đất chưa sử dụng khác. Về kế hoạch thực hiện, Quyết định số 524 QĐ-TTG nêu rõ trong năm 2021, trồng khoảng 182 triệu cây, trong đó cây xanh phân tán là 120 triệu cây, tăng 1,5 lần so với năm 2020. Từ năm 2022 đến năm 2025, trồng bình quân 204,5 triệu cây một năm, trong đó cây xanh phân tán 142,5 triệu cây, tăng 1,8 lần so với năm 2020. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng cụ thể kế hoạch 5 năm và hàng năm. Tăng trưởng kinh tế trong 3 quý còn lại cần dựa vào xuất khẩu. Tổng cục Thống kê mới công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 1 năm 2021, tổng sản phẩm trong nước GDP tăng 4,48% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia kinh tế đánh giá cao những nỗ lực trong điều hành của chính phủ. Tuy nhiên, để đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay vẫn là một thách thức. Đồng thời nhận định để tăng trưởng kinh tế trong 3 quý còn lại cần tiếp tục dựa vào khu vực xuất khẩu. Hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, cho thấy nền kinh tế đã và đang tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 152 tỷ đô, tăng so với cùng kỳ năm 2020 và tiếp tục xuất siêu trên 2 tỷ đô. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay với mục tiêu đề ra là 6,5%, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, VEPR cho rằng đây là một nhiệm vụ khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Nhận định về tăng trưởng kinh tế trong 3 quý tới cần dựa vào khu vực xuất khẩu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Anh nêu quan điểm, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn chủ yếu sống phụ thuộc vào xuất khẩu. Năm nay thì các chính sách tài khoá tiền tệ của Việt Nam sẽ đóng vai trò ít quan trọng hơn so với năm ngoái. Việt Nam năm ngoái ký hàng loạt các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là hiệp định EVFTA, được kỳ vọng nó sẽ phát huy hiệu quả trong năm nay. Các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam, họ cũng chỉ hướng đến xuất khẩu, đẩy thế mạnh của mình. Cái đó tôi nghĩ rằng sẽ đóng góp chính vào tăng trưởng trong năm nay. GDP Hải Phòng tăng trưởng cao nhất cả nước trong quý 1 năm 2021. Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng cho biết, quý 1 năm 2021, thành phố đã ghi nhận những chỉ số ấn tượng về kinh tế xã hội dù trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp. Đáng chú ý, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP tăng 13,22% so với cùng kỳ năm 2020. Gấp 3 lần bình quân chung cả nước. Các địa phương tăng trưởng mạnh khác như Hà Nội 5,17%, Thành phố Hồ Chí Minh 4,58%, Quảng Ninh 9,02%, Vĩnh Phúc 8,05%. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp xây dựng tăng trưởng mạnh nhất gần 18%, dịch vụ tăng hơn 9,7%, còn nông lâm thủy sản tăng 1,3%. Trong 3 tháng đầu năm sản xuất công nghiệp IIP, thành phố tăng 18,29% so với 2020, gấp 3,2 lần bình quân cả nước. Các địa phương tăng trưởng mạnh như Hà Nội 7,7%, Thành phố Hồ Chí Minh 3,79%, Quảng Ninh 8,29%, Vĩnh Phúc 7,71%, Đồng Nai 5,85%. Thu ngân sách ước tính đạt hơn 29.900 tỷ đồng, tăng 15,2%. Thu nội địa đạt hơn 8.770 tỷ đồng, tăng 26,7%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,72 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,15% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 22,93 triệu tấn, tăng 16,66%. Trong 3 tháng đầu năm, thành phố ứng phó với 3 đợt phát hiện 6 ca mắc COVID-19. Các cấp ngành địa phương đã tổng lực kiểm soát, khống chế dịch bệnh. Đồng thời triển khai kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng dịch, triển khai tiêm vaccine cho tuyến đầu chống dịch và người dân trên địa bàn thành phố. Thành phố đã huy động tổng lực các sở, ngành khống chế, kiểm soát tốt dịch bệnh từ những ngày đầu và tiếp tục duy trì hoạt động phòng dịch. Do đó, các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương vẫn được duy trì, có những chỉ số tăng trưởng ấn tượng, ông Lê Anh Quân nói. Kinh tế Mỹ bùng nổ hậu đại dịch, Việt Nam hưởng lợi nhiều nhất. Kinh tế Mỹ được dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 6,5% trong năm nay, mạnh nhất kể từ năm 1984. Theo OECD, nếu dự báo đó trở thành hiện thực, thậm chí GDP Mỹ sẽ cao hơn cả dự báo được đưa ra ở thời điểm trước dịch. Không có nền kinh tế lớn nào, kể cả Trung Quốc, có thể làm được như vậy. Giới phân tích nhận định Mỹ sẽ là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế toàn cầu trong năm nay. Được hậu thuẫn bởi những gói kích thích khổng lồ của chính phủ và chiến dịch triển khai vaccine nhanh chóng, kinh tế Mỹ đã hồi phục mạnh mẽ. Làn sóng hồi phục còn lan tỏa sang cả những nước khác, làm sáng bừng triển vọng kinh tế của những quốc gia có liên hệ chặt chẽ với kinh tế Mỹ. Chương trình tiêm chủng vaccine của Mỹ mà được triển khai với tốc độ nhanh hơn phần lớn châu Âu và châu Á đã cho phép các nhà hoạt động kinh tế quay trở lại trạng thái bình thường sớm hơn. Tuy nhiên, quyết định theo đuổi những gói kích thích khổng lồ mới là thứ làm nên khác biệt. Rất ít nước giàu có khác mạnh tay chi tiền như Mỹ, trong khi những nước nghèo hơn không có đủ năng lực để làm như vậy. Một nền kinh tế Mỹ bùng nổ đang giúp nhiều nền kinh tế khác hồi phục, đặc biệt là những nước xuất khẩu nhiều hàng hóa và dịch vụ sang Mỹ. Việt Nam là một ví dụ. Theo ước tính của Allianz và Euler Hermes, chỉ riêng gói kích thích của Mỹ cũng sẽ giúp GDP Việt Nam tăng thêm 1,4% trong 2 năm tới, mức cao thứ 2 trên thế giới, chỉ đứng sau Mexico. Điều này giúp Việt Nam bù đắp những thiệt hại từ ngành du lịch. Đầu tư 7.702 tỷ đồng xây tuyến nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài, Lào Cai. Ban Quản lý Dự án 2 vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có văn bản chính thức gửi Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế Hàn Quốc EDCF về thông tin dự án xây dựng tuyến đường kết nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài Lào Cai và đề nghị các hỗ trợ thực hiện chương trình, đồng thời giao đơn vị này là cơ quan làm việc với EDCF và các bộ ngành liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục phê duyệt đề xuất dự án. Theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án 2, dự án xây dựng tuyến đường kết nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài Lào Cai có điểm đầu tại nút giao IC14 km 149+705 cao tốc Hà Nội Lào Cai, điểm cuối tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Giang khoảng km 235+700 quốc lộ 2 đi qua địa phận tỉnh Yên Bái và Hà Giang. Tổng chiều dài tuyến thuộc dự án là 83 km, trong đó sẽ xây dựng mới 16 cầu, có tổng chiều dài 2,24 km, trong đó có 2 cầu lớn kết cấu dầm liên tục vượt sông Hồng, sông Chảy, 2 hầm đường bộ có chiều dài 1,12 km. Dự án được phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đầu tư xây dựng theo quy mô mặt cắt ngang, tương ứng với quy mô mặt cắt ngang của đường ô tô cấp 3 đồng bằng, gồm 2 làn xe với bề rộng nền đường 12 m, với các yếu tố bình diện, chắc dọc theo tiêu chuẩn đường cao tốc với mục đích để tận dụng xây dựng đường cao tốc sau này. Giai đoạn hoàn chỉnh dự kiến sau năm 2040 sẽ xây dựng với quy mô đường cao tốc hoàn chỉnh 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 đến 100 km/h, chiều rộng nền đường từ 22 m đến 24,75 m. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 7.702 tỷ đồng, tương đương khoảng 332,45 triệu đô. Dự kiến vay ODA theo dạng khoản vay bao gồm hợp phần có điều kiện và không có điều kiện của EDCF trị giá 263,42 triệu đô, tương đương khoảng 6.103 tỷ đồng cho chi phí xây dựng, thiết bị, thiết kế kỹ thuật, giám sát thi công và chi phí dự phòng tương ứng, vốn đối ứng 1.599 tỷ đồng, tương đương khoảng 69,03 triệu đô cho thuế giá trị gia tăng. Phần chi phí xây dựng thiết bị, thiết kế kỹ thuật, giám sát thi công và chi phí dự phòng, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và dự phòng tương ứng. Nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Quản lý Dự án 2 dự kiến trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 sẽ chuẩn bị thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, từ năm 2023 đến 2027 sẽ ký hiệp định vay vốn và triển khai thực hiện. Aeon sắp xây đại siêu thị lớn nhất Việt Nam ở Hà Nội. Mới đây, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh cục bộ 2 đồ án quy hoạch, gồm quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch phân khu đô thị H23 tại các ô đất thuộc phường Đại Kim và Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Tổng diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh khoảng hơn 6 ha. Ranh giới phía Bắc giáp hồ Đầm Đỗi, phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 24 m và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật. Phía Đông giáp đường quy hoạch rộng 30 m và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật, khu vực ga Giáp Bát. Phía Tây giáp đường quy hoạch rộng 24 m và khu đô thị Đại Kim, Định Công. Dự án lớn nhất của Aeon tại Việt Nam. Trước đó, năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhận được đề xuất xây dựng dự án này của các nhà đầu tư gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Aeon Mall Việt Nam, Công ty Cổ phần Xuân Nam Việt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí chế tạo và dịch vụ tổng hợp 27 tháng 7. Theo đó, vị trí xây dựng dự án bãi đỗ xe Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hoàng Mai nằm tại lô 6A KT, phân khu H23, quận Hoàng Mai, phía sau ga Giáp Bát hiện hữu. Sau khi xem xét, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc để các đơn vị trên đề xuất dự án bãi đỗ xe. Trung tâm thương mại với quy mô 6,1 ha, vốn đầu tư dự kiến là 280,7 triệu đô. Aeon Mall Hoàng Mai là trung tâm thương mại thứ 6 được Aeon Mall xây dựng tại Việt Nam và thứ 3 tại Hà Nội, sau Aeon Long Biên và Aeon Hà Đông. Theo quy hoạch được điều chỉnh cục bộ, một số chỉ tiêu cơ bản dự kiến của dự án gồm mật độ xây dựng gộp tối đa 65%, tầng cao công trình từ 1 đến 11 tầng, tổng diện tích sàn tối đa 260.000 m2, bảo đảm quy mô tối thiểu 4.000 chỗ đỗ xe, ô tô và xe máy phục vụ cộng đồng và khách vào mua sắm. VinFast đoạt 3 giải nhất trong cuộc bình chọn xe của năm 2021 tại Việt Nam. Sau 2 tuần nhận bình chọn 3 mẫu Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 của VinFast đã xuất sắc vượt qua rất nhiều mẫu xe khác để giành vị trí xe được yêu thích nhất trong từng phân khúc của hệ thống giải thưởng xe của năm 2021 tại Việt Nam. Trong đó, Fadil dẫn đầu phân khúc A về lượng bình chọn, Lux A2.0 và Lux SA2.0 lần lượt xếp ngôi vương ở các phân khúc sedan hạng sang cỡ trung và SUV, SUV hạng sang cỡ trung. Với kết quả này, VinFast còn là hãng xe có nhiều mẫu xe chiến thắng nhất tại hạng mục bình chọn xe được yêu thích nhất phân khúc. Đáng chú ý, số lượng bình chọn của cả 3 mẫu ô tô VinFast đều bỏ xa các mẫu xe đứng ở các vị trí tiếp theo. Riêng mẫu xe đô thị Fadil được rất nhiều người yêu thích, có tỷ lệ bình chọn trong phân khúc A lên tới 68%, áp đảo các đối thủ. Đây cũng là tỷ lệ kỷ lục ghi nhận được trong giải xe của năm 2021. Cụ thể, VinFast Fadil nhận được 11.663 lượt bình chọn trên tổng số 17.169 lượt, chiếm 68% lượng bình chọn ở phân khúc A. Hyundai Grand i10 xếp thứ 2 với 1.710 lượt bình chọn, tương đương 10%. Kia Morning đứng thứ 3 với 9% lượt bình chọn. Đối với phân khúc sedan hạng sang cỡ trung, VinFast Lux A2.0 có tổng lượng bình chọn là 7.902, chiếm 47%. Mercedes-Benz E-Class đứng thứ 2 với 3.547 lượt bình chọn, chiếm 21%. Lexus RS đứng thứ 3 với 8% lượt bình chọn. Tương tự, VinFast Lux SA2.0 chiếm áp đảo lượng bình chọn trong phân khúc CUV, SUV hạng sang cỡ trung với 6.685 lượt bình chọn, chiếm 41%. Dòng G-Class nổi tiếng của Mercedes-Benz đứng ở vị trí thứ 2 với 2.692 lượt bình chọn, tương đương 16%. Mẫu xe đứng ở vị trí thứ 3, Volvo XC90 và 6% lượng bình chọn. Kết quả giải thưởng xe của năm 2021 cho thấy sự tin yêu của người tiêu dùng dành cho thương hiệu ô tô Việt Nam dù mới chỉ xuất hiện trên thị trường chưa đầy 2 năm. Xe của năm 2021 là chương trình bình chọn xe được tổ chức chuyên nghiệp bởi 2 cộng đồng sử dụng ô tô lớn nhất Việt Nam là ô tô Sài Gòn và ô tô Fun, thu hút tới gần 250.000 lượt bình chọn sau 2 tuần diễn ra. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana mới đây đã lên tiếng tố cáo ý đồ của Trung Quốc nhằm chiếm thêm các khu vực ở biển Tây Philippines, tức Biển Đông, đã thể hiện rõ nét qua việc Trung Quốc tiếp tục duy trì lực lượng dân quân biển tại đây. Đồng thời, Bộ trưởng Lorenzana cho rằng Trung Quốc đã tái hiện cách làm như đã từng thực hiện ở khu vực đá Vành Khăn và bãi cạn Hoàng Nham, Scarborough, vi phạm trắng trợn quyền chủ quyền của Philippines theo luật quốc tế. Thông báo trên là thông báo thứ 2 được Bộ trưởng Lorenzana đưa ra chỉ trong 2 ngày. Trước đó, ông đã lặp lại lời kêu gọi của Philippines về việc yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khu vực đá Ba Đầu, Western Rip ở Biển Đông. Bộ trưởng Lorenzana cho biết vẫn còn 44 tàu cá Trung Quốc ở khu vực đá Ba Đầu bất chấp điều kiện thời tiết được cải thiện. Ông nói, tôi không ngốc, thời tiết đã trở nên tốt hơn và họ không có lý do gì ở lại khu vực này. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng số tàu của nước này ở gần khu vực đá Ba Đầu ước tính khoảng hơn 200 tàu dựa theo thông tin tình báo do lực lượng tuần duyên Philippines cung cấp, chỉ đang tạm trú để tránh biển động và khẳng định không có tàu nào thuộc lực lượng dân quân biển. Trong khi đó, về phía Việt Nam, trả lời phóng viên ngày 25 tháng 3, trước thông tin 220 tàu Trung Quốc neo đậu tại dãy san hô đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Là quốc gia ven biển và là thành viên của UNCLOS 1982, Việt Nam được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình được xác lập bởi công ước này. Manila hóa thành phố ma vì lệnh phong tỏa. Tổng thống Rodrigo Duterte đã tái áp đặt lệnh đóng cửa thủ đô Manila trong tuần này vì số ca nhiễm tăng vọt sau khi nước này mở cửa lại. Thủ đô vốn là một khu vực nhộn nhịp với hơn 25 triệu dân đã trở nên vắng vẻ dù đang trong lễ phục sinh. Philippines chỉ cho phép công nhân trong các doanh nghiệp thiết yếu, nhân viên an ninh chính phủ và nhân viên y tế rời khỏi nhà. Người dân cũng chỉ có thể ra ngoài nếu thực sự cần thiết. Các cuộc tụ họp tôn giáo bị cấm ở thủ đô Manila và 4 tỉnh khác khiến nhiều tuyến đường chính trở nên thưa thớt. Lệnh giới nghiêm do cảnh sát thực thi ở thủ đô và các tỉnh Bulacan, Cavite, Laguna và Rizal bắt đầu từ 18 giờ và kéo dài trong 11 giờ sau đó. Thứ Sáu tuần thánh là ngày những tín đồ Công giáo tưởng niệm việc Chúa Giêsu bị đóng đinh. Tuy nhiên, với lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, nhà thờ Quiapo đã phải đóng cửa. Các tín đồ phải đi bộ bên ngoài nhà thờ và cầu nguyện như trong ảnh. Philippines là một trong những quốc gia thi hành lệnh phong tỏa bằng cảnh sát và quân đội lâu nhất thế giới. Điều này khiến tăng trưởng kinh tế Philippines giảm 9,5% vào năm 2020, mức suy thoái tồi tệ nhất kể từ khi nước này công bố số liệu kinh tế sau Thế chiến II. Philippines đã bắt đầu mở cửa trở lại sau khi số ca bệnh giảm bớt. Nước này cũng cho phép các doanh nghiệp không thiết yếu hoạt động trở lại, bao gồm các trung tâm mua sắm, trò chơi điện tử và cửa hàng làm đẹp, để giảm bớt tình trạng thất nghiệp và đói nghèo. Tuy nhiên, vào tháng trước, số ca mắc bệnh ở nước này tăng vọt, tốc độ lây lan nhanh đột biến, được cho là do các biến thể của virus corona, việc người dân trở nên chủ quan và đi lại nhiều hơn. Theo AP, Philippines ghi nhận hơn 756.000 người dương tính với virus và 13.303 trường hợp tử vong. Những con số này khiến Philippines trở thành quốc gia có tình hình dịch nghiêm trọng thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia. Hơn 27.200 tỷ đồng phát triển đô thị thành phố Vĩnh Long. UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố Vĩnh Long đến năm 2030. Với tổng vốn đầu tư hơn 27.200 tỷ đồng, mục tiêu đưa thành phố Vĩnh Long trở thành đô thị vệ tinh độc lập, một trọng tâm kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu của chương trình là phát triển thành phố Vĩnh Long hướng đến thành phố xanh ven sông, thành phố giao lưu, hiện đại, phấn đấu đến năm 2025 từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt của đô thị loại 2 và đô thị loại 1 sau năm 2030. Thành phố Vĩnh Long trở thành đô thị vệ tinh độc lập trong vùng trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, có tính kết nối, phát triển bền vững, phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và phù hợp khả năng huy động nguồn lực thực tế và yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa. Thành phố Vĩnh Long là một trọng tâm kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Một trong những chỉ tiêu cụ thể là tỷ lệ đô thị hóa từ 55 đến 60% năm 2020, tăng lên 70 đến 85% năm 2025 và đạt 80 đến 85% vào năm 2030. Về nhiệm vụ, giai đoạn 2020-2025 tập trung đầu tư phát triển hoàn chỉnh, cải tạo chỉnh trang đô thị lõi, mở rộng phát triển, lan tỏa đô thị qua khu vực các phường Tân Ngãi và Trường An, trong đó tập trung xây dựng hạ tầng khung, động lực kết nối phát triển du lịch qua khu vực Cù Lao An Bình, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư như các dự án hạ tầng khung, tạo động lực phát triển đô thị, từng bước nâng cao chất lượng đô thị nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại 2. Giai đoạn 2026-2030 tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đô thị nhằm hoàn thiện các chỉ tiêu của đô thị loại 2, huy động các nguồn lực phát triển mở rộng khu đô thị lõi về khu vực các phường Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội, Trường An và các xã Tân Hạnh, Phước Hậu, Thanh Đức, thu hút đầu tư hoàn thiện khu công nghiệp phía Tây, phát triển hoàn chỉnh khu du lịch Cù Lao An Bình.